Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Mình là Gà đây. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Vẽ Vẽ Zombie 2. Sau rất là lâu mình chưa đăng clip, mình rất xin lỗi mọi người là mình đăng clip hơi chậm, bởi vì là Vẽ Vẽ Zombie nó mới cập nhật phiên bản mới đây. Như mọi người thấy đây, đó, nó cập nhật phiên bản mới nên là nó có nhiều lỗi, nên là mình chơi lúc mà mình quay clip ý, nó cứ bị văng game, cho nên là mọi người thông cảm cho mình nhá. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại với clip rồi. Và cây hôm nay mình muốn gọi là review, đó chính là cây Inferno. Inferno nha, một cây hệ lửa rất là mạnh. Rất là mạnh thôi, còn mạnh không thì chúng ta hãy cùng test nó nhá. Và mình hiện tại ở đảo nước rồi, còn vài đảo nữa là kết thúc cái game rồi. Khi mà game cập nhật thêm ở đây là màn 2 rồi, bởi vì là ở cái lần sự kiện gọi là cái lỗi game lần trước mình đã mở khóa được cái đảo này luôn rồi. Một vài lời bốc phét của anh kia. Thôi. Và như mọi người thấy thì cây Piercer của mình level 10 rồi nhá. Nhưng mà mình sẽ không dùng Piercer đâu. Mà này thì tôi sẽ dùng con đâu nhỉ? Đây, Inferno đây. Và tôi sẽ kết hợp thêm con min nữa nhá. Và chắc chắn rồi sẽ có thêm cây hệ lửa này. Và tôi sẽ dùng thêm hoa mặt trời cổ đại nhá. Và sử dụng thêm cây này. Nhưng mà này màn nước đúng không? Tôi sẽ thử sử dụng thêm cây nhỉ, đâu nhỉ, cái min cắt đâu nhỉ, xem mấy hàng min cắt tôi có dùng được không. Và đặc biệt là màn ở cái màn nước này chúng ta không thể thiếu, đó chính là cây bèo. Đâu rồi cây bèo tôi, đâu rồi, đây chính là cây bèo nhá. Đáng nhất mình nên dùng hoa đầu, dùng hoa mặt trời cổ đại thì nó hơi chênh lệch giá tiền một chút mọi người ạ. Chủ yếu là mình lấy mặt trời đâu, bởi vì màn nước mà nó sẽ rội kín cái kia ngay lập tức thôi. Cái này ở đây. Và cây Inferno đầu tiên của chúng ta sẽ được trồng ra nha. Và chúng ta cùng xem sức mạnh của nó như thế nào. Rồi, nó là một cái trái lửa. Úi dồi ôi, OB phết nhở, được rồi, ôi, được, thằng này được. Tiếp tục trồng hoa mặt trời. Và cây Inferno tiếp theo sẽ được mình trồng. Nhanh nào bé ơi. Để cho cây min lửa nó diệt con này đi. Và cái Inferno này nó là một cây hệ lửa. Tất nhiên là cây hệ lửa này nó sẽ kết hợp được với cây cây vai lửa này. Vai lửa này nó sẽ búp cho những cây hệ lửa mà. Ta sẽ cùng tăng tốc lên nhá. Tăng tốc lên. Tôi dùng cây min lửa. Và min lửa sẽ cũng sẽ lại búp cho toàn hệ toàn bộ cây hệ lửa. Tức là một Inferno. Và về cái phần âm thanh thì là cái tiếng của cây này nó hơi bị ố dữ ơi một chút, cho nên là hơi bị lỗ nhé, từ nước nó tràn vào kìa. Ồ, đúng là cái cây này nó hơi ố dữ phần âm thanh thật, nên là máy thì nó không biết là có lỗi với máy. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng xem plan food của cây này nhá. Và tôi sẽ trồng cây đồ đây, tôi sẽ cho nó ăn plan food. Vẫn vậy à, nó chẳng khác gì đánh cường đâu. Ông nào mình có biết thì chỉ giáo cho mình nhá. Mình sẽ không biết về mấy cái kiểu của cái cây ấu thôi đâu. Rồi rồi, chúng ta sẽ làm mình nữa, kết thúc trận đấu này nhá. Tôi sẽ có lẽ phút vào cây mình nữa để đối với cây mình nữa. Và cũng sẽ được zombie ra là xoáy lửa, có thể xoáy được ở trên mặt nước rồi đấy. Thế là một tin nổi luôn. Mà nước lại chơi cây hệ lửa, rõ ràng là nước có thể dập tắt được lửa mà đúng không? Ừ. 1500 săn còn thừa kìa. Năng suất của cây hoa mặt trời cổ đại rõ ràng là nó ngon hơn rất là nhiều. Tiếp tục màn tiếp theo nha. Cây của mình thì nó rất là mất đề xuất, bởi vì là rất là ít người like, xem mà không like. Mình muốn là mọi người có thể cho mình xin một nút like được không? Mình rất là cần cái nút like này. Nếu mà không ít like thì đề xuất của cái video nó rất là ít. Và nó sẽ hướng đến những người xem biết đến kênh của mình, biết đến những video đó sẽ càng ít. Cái đề xuất nó rất quan trọng mọi người ạ. Ô màn gì đây, trên mặt trượt à? Đậu của tôi level cao phết đấy. Chúng ta sẽ thử xem cây đậu của chúng ta đậu 1 nha, có thể ăn được một con đội xô được không nha. Cùng tăng tốc này nha.
Tình hình là mình cảm thấy là console này nó trâu quá anh em ạ. Đậu của mình mới có level 7 thôi. Đôi xem là đậu đôi chắc chắn ăn được rồi. Ơ, tình hình. Ô, ăn được em ạ, anh ạ. Ăn được anh em ạ, một đậu một đầu có thể ăn được anh em ạ. Không thể làm một tin nổi là ăn được luôn. Phần âm thanh có vẻ là hơi bị lỗi mọi người ạ. Xem thử nào. Tôi sẽ cho bé anh nhá, bởi vì là chắc là tiếng hơi to mọi người ạ. Rồi. Đớp mồi đi em ơi, chồng này thì tí nữa nước nó tràn vào sẽ liệm ngay. Một game mới cập nhật nên là nhiều lỗi quá. Mình kiểu là trước thì mình khi mà bị lỗi game ấy thì mình đã xóa đi tải lại game, cho nên là mấy cái dữ liệu các thứ nó bị lằng nhằng đó, kiểu như vậy. Cho nên là nhiều khi tiếng nó to quá mình không để ý chỉnh lại, là anh em có thể là nghe sẽ không rõ ấy. Cho nên thông cảm cho mình nhá. YouTube bây giờ thì từ thời ngày xưa ấy thì mình cũng xem rất là nhiều những cái kênh YouTube của những cái YouTuber nổi tiếng. Nhưng bây giờ thì có nhiều YouTuber trước cả 100.000 sub, nhưng mà bây giờ chắc chỉ vỏn vẹn rất là ít lượt xem, thậm chí là cùng lắm là 1.000, trong khi là lượng sub lên đến hàng 100.000. Nghĩ mà bâng khuâng quá nhỉ. Nghề YouTube này thực sự nó rất là khó để mà trở thành một công việc lâu dài được. Để nói về công việc làm đến già ấy rất là khó, bởi vì là fan thì rồi cũng phải lớn, mà người sáng tạo thì vẫn sẽ ở kênh này sáng tạo mà thôi. Cho nên là mình đang nghĩ đến cái viễn tưởng sau này mình lớn lên rồi đi làm các thứ. Thôi không nghĩ nữa, chúng ta quay trở lại với chủ đề của game thôi nhá. Cây hoa thịt này nó bán bằng tiền, chúng ta không thể lấy được nó bằng cách bình thường được, mà chúng ta phải lạp tiền. Có cách, nhưng mà cách này thì nó hơi bị ố dĩ ôi. Anh em phải lạp phát vào có được luôn mà không cần phải mất tiền. Ok, được một bọc tiền béo bở. Cũng sắp đến Tết rồi nhỉ mọi người. Mọi người có thích Tết không? Còn mình thì càng ngày càng sợ Tết. Sự được càng ngày càng sợ. Trẻ con thì đến Tết thì càng ngày vui, còn người lớn thì càng ngày càng sợ. Người lớn sẽ sợ, còn như mình thì càng ngày càng sợ rồi. Tiếp tục là chúng ta sẽ bỏ cây này đi chơi Inferno nhá. Bỏ cây này đi, kiếm thêm một vài cây ngon ngon vào. Cây gì bây giờ? Kiếm cây nào ngon ngon bây giờ? Dùng cái này đi. Nhưng mà cây này sẽ rất là đắt, nó mới chỉ có level 3 thôi. Nếu mà chơi này rất là khó khăn đấy nhỉ. Chơi thêm cây hệ pháo nhá. Được rồi, cố lên nào. Trong trước, ui dồi ôi, tôi định lấy vào hoa mặt trời trước. Tôi định lấy vào hoa mặt trời trước để chúng ta có thể có được lượng mặt trời nhiều nhiều một chút, rồi chúng ta mới hướng đến bởi vì trồng được 50 ô này đối với mình bây giờ cũng khá là khó thật sự ấy. Tôi nghĩ tôi nên trồng 2 hàng hoa mặt trời mới có thể đủ cho chúng ta rồi. Cho thầy cái plant food coi. Rồi, có plant food rồi nha. Mình muốn là trồng đây rồi. Ok, bây giờ chúng ta mới plant food này. Tiền về anh em ơi. Ui dồi ôi, bác, đại bác luôn này. Inferno. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua chơi Inferno nha.
đại bác này. Khá là khỏe đó nhỉ. Nhưng mà Inferno của tôi, tôi cần mặt trời. Ui cày nhỉ. Rồi thôi được rồi, tôi sẽ Inferno luôn nhá. Không còn cách nào khác rồi. Đại bác này, đại bác này. Công nhận đại bác của tôi khá là khỏe chứ. Không nhất thiết phải chơi Inferno. Inferno này nó chỉ giữ được một cây thôi. Đoàn một viên. Tăng tốc rồi nhá. Cái này đi nhờ đúng không? Đây rồi. Với lên phút sức mạnh là đây. Đại bác này à. Em có cảm nhận thế nào về cái Inferno này? Tôi thấy nó khá là khỏe chứ. Mỗi tội là cái plan food nó hơi bị cùi bắp. Nó chả khác gì lò đánh thường đâu. Nó thật nó chả khác gì lò đánh thường đâu. Cái này chỉ có thể tấn công được đơn mục tiêu. Nhưng mà một phát của nó chết luôn đấy. Chết được một zombie. Và ok, có lẽ video của mình hôm nay đến đây cũng là xin tạm dừng tại đây nhá. Và mọi người đừng quên cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh và chuông báo để tiếp thêm động lực cho mình nha. Còn giờ thì tạm biệt mọi người ở những clip sau.